Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, gửi giám hộ, gửi giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện. Theo đánh giá của ngành chức năng, thời gian qua tình hình học sinh vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến, trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, các kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh bên cạnh đó ngoài việc tuần tra kiểm tra cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các trường học nhất là thời gian đầu và cuối giờ học